Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 9 tháng đầu năm 2024. Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định. Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Nhất là tham mưu và triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, Công an tỉnh đã hoàn thành trụ sở làm việc cho công an của 73 trên 85 xã, 12 trụ sở công an xã còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024, đã bố trí 100% điều tra viên ở công an cấp xã. Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các lực lượng chức năng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà Bộ Công an giao. Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an huyện Tumorong, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Tumorong. Bà Y Vắng, sinh năm 1962, trú tại xã Văn Xuôi, huyện Tumorong là gia đình có công cách mạng, gặp khó khăn về nhà ở. Với mục đích gắn kết tình cảm quân dân, giúp đỡ người nghèo an cư, ổn định cuộc sống, Phòng Hậu Cần Công an tỉnh kết nối với Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà. Sau hơn một tháng khởi công, ngôi nhà có diện tích hơn 50m², trị giá 95 triệu đồng đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp bàn giao 4 căn nhà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an trong các hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vừa qua, Công an thành phố Kon Tum khai giảng lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong thời gian 11 ngày, học viên được bồi dưỡng về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, trong đó tập trung vào 6 chuyên đề chính gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở và tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn về công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ. Qua tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó giúp cho lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Thiện Giác, 26 tuổi, trú tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ việc này, lực lượng công an đã phát hiện một loại ma túy mới xuất hiện trên địa bàn, gọi là nước vui. Trước đó, vào chiều tối ngày 27 tháng 9 năm 2024, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Ma túy Công an thành phố Kon Tum đã bắt giữ đối tượng Trần Thiện Giác khi đang điều khiển xe ô tô đi từ thành phố Kon Tum đến huyện Đắc Hà để bán ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Giác tại số nhà 107 Mai Hắc Đế, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, cơ quan công an phát hiện thêm nhiều loại ma túy khác, đặc biệt trong đó có loại ma túy mới gọi là nước vui, đựng trong bì ni lông màu đỏ có chữ Ferrari. Giác khai nhận số ma túy này mua về để bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Nước vui về bản chất là một loại ma túy được pha trộn từ nhiều loại ma túy. Nó được đóng thành từng gói bột nhỏ, in bao bì bắt mắt và có thể hòa tan được vào nước. Khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.
Sáng ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Lây. Theo cáo trạng, năm 2015, Diễm mở công ty Nguyên Hà Kon Tum kinh doanh các mặt hàng nông sản và đồ mỹ nghệ và cho em dâu là Võ Thị Ngân làm chủ tịch kiêm giám đốc công ty. Tháng 5 năm 2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Diễm dùng số tiền này để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước hoặc chỉ dùng một phần tiền đặt mua bia. Khi các bị hại phát hiện mình bị lừa đảo và yêu cầu Diễm Ngân trả tiền hoặc giao bia thì Diễm không thể trả được. Gần 30 tỷ đồng là số tiền mà Diễm và Ngân đã lừa đảo của 10 bị hại trong vụ án này. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân, Võ Thị Ngân 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.